chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Ít xếp từ 1/10 nâng cấp chẳng thể ngầu hơn, cùng với nội công kinh khủng. Các chiếc ít xếp từ 1/10 theo mình nhận thấy là một cái dòng xe đang được rất nhiều tay chơi tìm mua, nâng cấp lên những phiên bản độc đáo của riêng họ. Trận bán đấu hôm nay cũng không ngoại lệ. Bằng những cái niềm đam mê ấp ủ của mình, người chủ của chiếc ít xếp từ 150 bên dưới đây đã tinh chỉnh hoàn hảo nhất có thể để có đủ cái sức mạnh điều khiển cái chú heo khủng nơi cái dàn chân trước, thì anh chủ đã lựa chọn cho mình cụm thắng của Remo tháo xe một cái lớn, đem lại hiệu năng thắng cực kỳ an toàn, kết hợp với thắng CNC carbon. Chỉ riêng cái vận tay không đã ngốn hơn hai cũ, còn cái cụm Remo tháo xe thì có mức giá hơn 3 triệu. Ngoài ra anh chủ còn gắn cái cụm gà Dino hay gà cơ bắp và mức giá là 1,5 triệu, tăng thêm cái chút thể thao hơn cho xe, đem lại cái sự đồn đón nội công của em ấy. Và chúng ta hãy xem bộ nội đã thấy được nâng cấp lên thành Taycan CNC Carbon, rất thể thao, bốp còn cho nên im lặng hơn. Ngoài ra nó cũng ngoại hình giống như cái tay của CNC Carbon bên kia, tăng thêm cái chút liền đạt hơn. Giá của cụm này nằm lên quanh khoảng là 6 cũ. Bỏ đi chìa khóa cơ đã lỗi thời hiện nay, anh chủ nâng cấp luôn hệ thống smart key, giúp cho người chủ xóa đi cái nỗi sợ bị bọn đạo chích giùm nó. Đối xứng ở bên ổ khóa còn có một cái cổng sạc USB được trang bị để thêm chút tiện nghi hơn cho xe. Mình khoái nhất cái dòng X-Star 110 ở chỗ là có những cái ốc gió ở bên hông yếm, giúp cho những nhân chơi dễ dàng quay được cái cây trợ lực hàng hiệu, đảm bảo được cái độ an toàn. Và cái chiếc X-Star 110 này đã được trang bị trợ lực Matrix nên mức giá dưới 10 triệu luôn tính luôn cái mắt CNC để gắn, vừa đẹp còn ổn định tay lái có độ cao. Với tầm giá dưới 20 triệu đồng thì anh chủ lựa chọn nhiều cái mẫu mâm CNC, nhưng không, anh ta lựa chọn cái dòng mâm Daytona, một cái dòng mâm đúc trọng lượng nhẹ nhất nhì thị trường hiện nay trong những dòng mâm phân khối nhỏ. Đặc tính này nên nó thường được tận dụng trên dòng xe đua trong những mùa giải lớn. Lò bỏ mâm xin, anh chủ lên luôn cái phục trước của LCM, khi qua những ổ gà không còn nghe tiếng kêu cụp cụp, mức giá tầm khoảng là 3,8 triệu, đang được bán tại các cửa hàng đồ chơi xe máy. Theo thắng phanh đồ của Miss kết hợp với thắng sim của Winner thì cặp đôi này mức giá ngốn từ 7 đến 8 triệu đồng. Không thích cái kiểu cắt con gián tiếp của một lỗ ba sim, anh chủ mua luôn cái cặp lốc SS có những cái nút chỉnh vừa đằng sau để gắn vừa cho phục của X-Star 210, mà có thể gắn được cắt con trực tiếp. Ngoài ra bên lốc của đồng lửa còn lộ ra một cái chiếc lồng đồ chơi, mình nghĩ nội công con xe này cũng không phải là tầm thường. Đảm bảo hiệu năng nhúng có cái sự êm ái từng đoạn đường đi qua cái cây trợ lực Hardin, sản phẩm dành riêng cho X-Star, và anh ta còn thêm cái tem Hardin Tin X nhằm tăng thêm cái chút sang trọng, và giá cây phục này nằm lanh quanh khoảng là 15 cũ. Cái dàn chiên sau được củng cố đáng kể nhờ vào con heo phanh đồ 2 bít xứng, mức giá tầm từ 3 đến 4 triệu đồng tính luôn phát nhôm CC để cố định. Thoát hơi phía trong cái cục máy khủng này là một cây bơm, là một cái cây bô KLK có cái đường kính của bộ siêu to khổng lồ. Anh chủ tháo luôn các chân sau nhằm bố trí được cái phát bắt bồ cho đẹp nhất. Và đẹp cận cảnh hơn cái chiếc X-Star đột khủng khi đứng một mình đội dáng cùng với những người bạn thân. Sonic 1/10 theo dáng ấn tượng với cái dàn đồ chơi siêu chất. Cái chiếc Sonic 1/10 được Honda Indo tung ra trường ngay tức khi lấy được thiện cảm của rất nhiều anh em chơi xe trong nước. Tuy không được phân phối trực tiếp với ta, nhưng anh em có thể vẫn sở hữu em ấy qua những cái cửa hàng bán xe tư nhân. Chi tiết đầu tiên mình muốn giới thiệu đến các bạn chính là cái cụm công tắc Sunquist với rất nhiều được bấm khác nhau. Trong đó cái điểm đáng chú ý nhất là cái nút màu xanh lá sẽ bắt cái độ đề máy nổ máy ở phần di động bên phải được gọn gàng hơn, giúp người chủ có thêm không gian bắt những chi tiết được chơi khác. Cụm Taycan CCGB được sản xuất tại Mỹ, vô cùng hot ngày hôm nay, mức giá lên quanh khoảng là 7 cũ. Trang trí xung quanh bằng những chi tiết ốc di nằm để xe thêm chút hài hòa hơn. Cái cụm Domino đen được ứng dụng 2 dây ga để cút ngắn hành trình cho chiếc xe để bay nhanh hơn. Như chi tiết ống ga CNC, dây ga đồ chơi phải mua thêm và chế lại cũng vô cùng phức tạp. Bên cạnh còn có cụm hắn Remo Asset để kiểm soát hành trình phanh trước con xe được tốt hơn, êm mãi hơn, thẩm mỹ hơn. Ổ chí dầu rời thì đến từ Remo, chiếc cái phần nắp được làm bằng điện nhôm nguyên khối kết hợp cùng với chiếc carbon tạo thành hình logo thương hiệu rất ấn tượng. Xung quanh cái ốc kỳ năm chúng ta còn thấy được hình ảnh cây trợ lực Matrix kẹp cổ
Đi cùng với 10 sẽ được chỉnh nặng nhẹ, cho phép người chủ kiểm soát được phần đầu cũng chỉ mạch tốt hơn, không gặp tình trạng sẽ đắt mỗi khi chạy độ cao. Nhìn vào dàn chân, chúng ta thấy ngay ở dầu heo chuột cày được bấm rất nhiều các dầu sensi để tạo hình. Tuy nhiên cái phần đầu nói và ốc, cái góc 90 độ sẽ hơi vướng với tí xíu, khả năng dễ gãy với sự va chạm. Nhìn vào cũng rất đẹp. Heo của Rainbow cũng biết để xứng phía trước. Thiết kế của bộ phần ống xả giảm nhiệt cũng được làm bằng liệu titan, giúp cho xe thêm chút đẹp hơn. Các cái nước được lấy từ cái chip GTA 110 lắp qua. Còn đây là những gì nằm đẹp như sau, với điểm nhấn là cái bộ Overracing Titan cho Nhật Bản sản xuất, mức giá này là khoảng 10 củ, sẽ đem lại cái thứ âm thanh phấn khích hơn cho người tiêu dùng. Điều khiển cũng như phù hợp với dòng xe độ, can thiệp vào hệ thống máy móc bên trong xe để cho tăng thêm cái sức mạnh. Heo dầu Rainbow lục lớn hai bít đế xứng được làm cho vách xe ngược tự như cái chồng lọc phân khá lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhớ like và subscribe.